Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng bà ấy là người tốt đấy. Tốt thật sự luôn đấy. Tốt 100%, không có gì để nghi ngờ cả nhá. Còn ấy, ở xã hội ấy, giàu thì bị ghét, đói rét thì bị khinh, mà thông minh thì bị như nào anh em biết rồi đấy. Còn ấy, bà ấy làm được cái gì xã hội ấy, nhìn nhận đấy, nhìn và ghi nhận đấy. Còn những cái loại cái ngồi cào phím soi mói ghen ăn tức ở ấy, muôn đời nát nhá. No mà đóng tiền mạng tháng này đi nhá. Bài ra rồi đấy, sắp sửa bài để giúp ích cho những người nghèo, làm đẹp cho đời đấy nhá. Nếu mà sinh thời loạn ấy, bà ấy là một vị tướng nhá. Ok, nói được làm được. Còn cháu bà trưng 3 triệu luôn. Không đơn giản đâu. Người tài thật sự mà người có tâm có tầm thật sự đấy. Có tâm có tầm, có tiền có tiếng có tài nhá. 100 điểm. Mãi là fan cô Nguyễn Phương Hằng, mãi định. Chúc cô và vợ chồng cô và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, tiền vô vào gặp nhiều mắn, và giúp ích cho những người thấp cổ bé họng. Nói lên những tiếng nói, thấy những người thấp cổ bé họng này, không nhờ cô thì những cái loại mà ăn trên xương máu của người khác, những cái tiếng nói không tới đâu cả thì không thể lộ nguyên hình được. Chỉ có cô mới làm được. Người làm việc lớn, mãi đẩy luôn.